Hello, xin chào cả nhà, lại là Na nè. Ngày hôm nay thì Na nổi lửa khá là sớm để làm món kẹo chuối với một số nguyên liệu như là gừng này, dừa này, lạc, rất là ngon luôn. Ngày hôm nay là một ngày khá đặc biệt khi nhà Na đón hai người bạn thân đến từ Hà Nội và thăm vườn rừng cùng theo chân Na trong một ngày tại vườn rừng nhé. Và trước khi các bạn đến chơi thì nhà Na vẫn có những cái hoạt động như ngày thường, như là làm vườn hay là chăm cây hay là đào cà phê và đưa các bạn nhỏ đi dạo buôn hoặc là đi quanh khu vườn rừng của mình. Sing it again. Oh no! The cocoon disappeared. Oh, the cocoon cracked out in order to net the baby butterfly hatch out. Cây sạch mà nhà Na trồng hoàn toàn sạch, sau đấy thì phải ngặt từng trái chín mọng một, được chọn lọc rất là kỹ càng và sản xuất theo quy trình của Nhật, rửa bằng nước suối, sau đấy là cho ở nhà sàn 36 ngày. Và bây giờ sau khi xong những cái thủ tục ở nhà thì chúng mình đi chơi thôi. Nhà Na khá là nhiều chanh leo nên chúng mình sẽ đi cho chanh leo nhà hàng xóm mình. It's time to go out for a brand new fresh day. Và bây giờ là những trò chơi mà cả nhà Na đều rất là thích, đó là những trò chơi ngoài thiên nhiên. Và hôm nay chúng mình có trò chơi cờ caro. Các bạn nhỏ rất là thích chơi trò này và bản thân Na ngày bé cho đến tận bây giờ thì cũng vậy. So what about you, Suka? Do you want to be on my team or on my team? Which team did you choose to be on? No, I'm going for two. I'm going for one. Oh, how do you know this? Who teach you that? Because the teacher is American. Oh, okay, so let's study. So, because when I try to teach the teacher American, okay, make us start it. Maybe first. Và bây giờ thì những người bạn thân ở Hà Nội của Na đã đến rồi. Sau khi đi thăm vườn và dạo chơi nhà sàn thì bởi vì chúng mình chỉ có 9 tiếng ở vườn cũng như là thăm tham quan thành phố Buôn Ma Thuột thôi, thế nên chúng mình đã đi cách nhà Hà Na khoảng gần 40 cây số ra vườn nhà Hà Na. Đó có một cái vựa sầu riêng của chị chủ ở gần đó luôn, và chúng mình ăn sầu riêng rụng sạch ở đây rất là ngon luôn cả nhà, ăn đã luôn, ăn bao nhiêu tùy thích á. Và đây cũng là sầu riêng vào gần cuối vụ rồi đó cả nhà, thế nên là để lựa được sầu riêng rụng hoặc là sầu riêng sạch thì cũng không phải là đơn giản, nên là thỉnh thoảng mới có đợt thôi á. Thật là may mắn vì đợt này bạn của Hana vào vẫn có sầu riêng rụng để ăn và cũng vừa chín tới nữa. Thế còn mẹ thì sao? Ăn miệng thật. Ăn miệng này. Theo thứ tự. Mẹ cá liều quá nhất. Mình nào ra bên đây. Sau khi đi từ vợ sầu riêng về với một bịch no căng tròn trong thì chúng mình quay về nhà và ăn cơm rau. Em thì vị quá, đây là kết hợp giữa Hà Nội và Đà Nẵng. Cũng mất đó. Sau đó là chúng mình lên nhà sàn ngồi uống nước chia, uống nước trà và ăn hoa quả nhà làm đó cả nhà. Sau đấy đến tầm 4 giờ chiều thì chúng mình đã có mặt tại làng cà phê của bác Vũ. Ở làng cà phê rất là rộng,
thoáng mát và đượm chất thơ, mang theo những văn hóa tinh hoa của Việt Nam như chú trâu vàng này, người thổi sáo này, bụi tre này. Tại vì ở nhà Hà Na và các bạn nhỏ đều rất là thích nơi này, và cũng có những nét văn hóa của cà phê Trung Nguyên nữa. Thật là tuyệt vời khi mà bác Vũ lại tạo nên những không gian như thế này nữa cả nhà. Kịp giờ bay lúc 8 giờ tối thôi, vì cả nhà mình ăn rau củ quả nên chúng mình sẽ chọn một quán buffet chay và ta-da-da-da. Ở đây rất là nhiều những món ngon, và hôm nay đúng là hôm rằm nữa, thế nên là rất là nhiều các món để các bạn nhỏ lựa chọn luôn. Sau khi đón đoàn xoay thì tất cả chúng mình lại tạm biệt quán chay về sân bay để tạm biệt gia đình bạn thân của mình về với Hà Nội và hẹn gặp trong lần tiếp theo. Hy vọng các bạn có những giây phút vui vẻ xem video và hẹn gặp cả nhà trong video tiếp theo. Hãy theo dõi ủng hộ kênh mình nhé. Cảm ơn cả nhà.